Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết về chương trình quảng cáo sẽ có ở phần sau của video. Tuổi dậy thì là tuổi nổi loạn. Con người ta ở cái tầm tuổi này có thể ăn mặc hơi đặc biệt, hoặc lao vào những cuộc tình ngu si, hoặc liệng việc học của mình qua một bên. Nói chung là thiếu niên tuổi teen khó hiểu vờ lờ. Phần 1 đã làm tốt trong việc giúp người xem hiểu và đồng cảm với lũ trẻ tuổi teen, hoặc ít ra là với lũ trẻ tuổi teen trong phim. Và phần 2 sẽ tiếp tục câu chuyện của họ, nhưng thay vì theo chân Otis, người mà bây giờ có đang bận nghịch con Shrek của mình, thì trong video này, chúng ta hãy đi vào câu chuyện của từng người ở Mordale và cùng họ ngẫm nghĩ về chuyện sờ ếch. Đầu tiên, chúng ta có câu chuyện về một vấn đề khá là nhức nhối, bệnh tình dục, được kể qua câu chuyện của hai cô bạn trong dàn đồng ca. Vì việc không sử dụng các biện pháp bảo vệ mà dính phải chlamydia, một bệnh lây qua đường quan hệ, gây ra bởi vi khuẩn cùng tên, ký sinh trong tế bào sống. Biểu hiện là tiết dịch chảy ra từ cơ quan sinh dục đối với cả hai giới. Bệnh này thì cũng chả nặng nhưng vẫn cần đi khám để chữa dứt điểm, còn để phòng tránh, tất nhiên là không quan hệ bừa bãi khi chưa tìm hiểu đối tác. Việc thiếu hiểu biết ngoài gây ra những hậu quả đáng tiếc, còn gây đến hoang mang cho cộng đồng, mà ở đây là cho cả trường Mordale. Khi nghe tin có học sinh mắc chlamydia, cả trường chạy toán loạn như cù lao xác sống. Có kẻ còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nỗi sợ hãi để tư lợi cho bản thân bằng cách giao bán khẩu trang, thứ dùng để bịt mồm, trong khi thứ người ta đáng ra phải làm là bịt cái khác vào và vệ sinh thật sạch sẽ. Lúc đó phải cần đến những người có kiến thức đứng ra để trấn an đám đông. Ở đây là cô Jean, mẹ của Otis. Sau khi được bổ nhiệm làm người tư vấn cho học sinh về các vấn đề tâm lý tình dục, bà đã giải thích về bản chất căn bệnh và cảnh tỉnh mọi người. Vì nó không chỉ giúp tránh các loại bệnh khó nói, mà còn giúp người trong cuộc đỡ tự ti hơn. Và Enwa là một ví dụ, là thành viên nam duy nhất trong nhóm bất khả xâm phạm. Enwa luôn được biết tới với vẻ ngoài chỉn chu và tự tin, tưởng rằng cậu ta sẽ là một dân chơi đích thực, cho đến khi Enwa được bạn trai ngỏ ý muốn làm tới, thì mới lòi ra là Enwa không biết cách để thụt rửa khung thành, nên là cậu cũng cứ lần khân delay dù cũng đã khá là vã. Kể cả khi đến gặp Otis để cầu cứu, Enwa vẫn đeo cái vẻ mặt khinh khỉnh, nhiều khả năng là để che đi sự ngượng nghịu. Đã thế lại còn mặc quần nâu cực xịn đến từ 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam hàng đầu trên gian Shopee Mall. Nhân dịp sale mùng 8 tháng 8, 360 Boutique mang đến cho bạn chương trình sale giá trải nghiệm 199k cho một chiếc quần nâu chất vải xịn mịn, cục ẩn tinh tế, không ngăn, không chỉ thừa, dáng crop trẻ trung, phong cách tối giản lịch sự, cho bạn tha hồ phối đồ với đủ kiểu giày và áo. Đừng sán nóng quần lên nữa là được. Xin đấy. Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận. Bộ phim lấy luôn lý do tư vấn để rồi kể cho chúng ta một bài học nho nhỏ về việc rửa đi cũng cần phải có bài vở riêng, chứ không phải là làm như nào cũng được. Muốn biết dạy thế nào thì các bạn nên xem phim. Tôi sẽ không làm mẫu trong video này đâu. Sau vấn đề bệnh tình dục và vệ sinh, lại là một vấn đề nhức nhối khác nữa, đó là việc bị quấy rối, được kể qua câu chuyện của Amy, cô bạn vô lo vô nghĩ. Ở phần đầu tiên, Amy hiện lên trong mắt mọi người là một cô gái vô tư, luôn biết cách tận hưởng niềm vui và tình yêu. Thì phần phim thứ hai này, trong một lần bị quấy rối trên xe buýt công cộng mà không nhận được bất kỳ sự can thiệp nào đến từ những người xung quanh, cô đã bắt đầu hình thành một nỗi ám ảnh đối với xe buýt. Dù vậy nhưng mỗi khi có ai hỏi tới, kể cả là Maeve hay sĩ quan cảnh sát, thì Amy vẫn luôn tỏ ra là mình ổn. Cô coi vụ quấy rối đó như một nét sinh hoạt kỳ lạ của tuổi trẻ. Nhưng khi đơn côi lẻ bóng, ta mới thấy được một Amy cô đơn trong nỗi sợ hãi của chính mình. Cho đến một ngày, khi cô không thể nào kìm nén được nữa, Amy mới để nỗi đau bật ra thành tiếng với những bạn nữ khác. Điều này khiến các cô gái thường ngày không ưa nhau lại trở nên đoàn kết, để an ủi Amy cũng như nói ra câu chuyện của mình. Sáng hôm sau, cả bọn cùng Amy lên xe buýt để đánh bại nỗi ám ảnh của cô. Bởi người nên cảm thấy sợ hãi là những kẻ quấy rối, khi mà xung quanh ta còn bao điều tốt đẹp. Nếu người ta không giúp thì hãy đi báo cảnh sát. Đáng buồn thay, theo VTV thì tận 87% phụ nữ Việt Nam từng bị quấy rối. Mọi người làm ơn đừng coi đó là điều hiển nhiên, hãy phản kháng. Sau câu chuyện của Amy thì ta sẽ đến với Otis, Ola và tác hại của gen giả. Mỗi người có một hình dung riêng về tình yêu trong mắt họ. Với tôi thì nếu coi nó giống như một ngôi nhà, sự đam mê giống như là những món nội thất, đồ vật bên trong, thì lòng tin là nền tảng. Nếu vội vàng xây lên thật cao, hay sắm cho nó những món đồ trang trí lộng lẫy mà không vun đắp một bộ móng đủ vững chắc, thì chuyện sụp đổ chỉ là câu chuyện thời gian mà thôi. Lấy ví dụ với chuyện tình giữa Otis và Ola, đúng như cá gặp nước, một mọt sách luôn mồm lý thuyết cùng một cô gái cởi mở tích cực. Vì thế nên cả hai đến với nhau rất là nhanh, đến nút áo khóa quần cũng đã mở, nhưng bên trong mỗi người vẫn còn giấu những bí mật riêng. Otis thì vốn chưa có kinh nghiệm, và Ola thay vì hướng dẫn cho cậu cách làm bản thân mình thỏa mãn, thì cô lại giả vờ hoan hỉ khi Otis vặn kim đồng hồ. Điều đó xuất phát từ sự yêu thương của cô dành cho bạn trai, nhưng vô hình chung lại tạo ra một cảm giác không thật, không hài lòng mỗi khi cả hai gần gũi. Còn Otis, tới khi biết được sự thật, cậu vừa giận bạn gái cũng vừa trách bản thân. Đến khi cả hai tỏ ra trách nhiệm với nhau hơn, thì Otis cắt đứt liên lạc với May, còn Ola thì tử tế chia tay với Otis để đến với người mà cô cảm thấy dễ cởi mở hơn. Ngoài ra cũng về vấn đề thiếu cởi mở,
thì ta còn có câu chuyện về hai thầy cô giáo trong trường. Trái ngược với việc giả vờ thông thường, cô giáo hoàn toàn cởi mở và bày tỏ ý muốn được dirty talk. Cô không thích nghe lời yêu em, cô thích bị gọi là yêu quái. Thầy giáo không đáp ứng được nên là bị dỗi và phải tìm đến cả Otis để xin cứu cánh. Sau đó, thầy về nhà và nói chuyện thẳng thắn với người yêu và hiểu được rằng cô có sở thích như vậy bởi vì khi ở nhà, cô muốn lột bỏ vai diễn là một nhà giáo gương mẫu. Cô muốn được thoải mái và thoát ra khỏi bộ nhận diện mà cô dùng khi đi làm. Không quan trọng là bờ lách quý đầu hay xí húc, chỉ cần được sống một vai diễn khác mà không cần phải quan tâm đến vấn đề hình tượng của mình. Đây là cú quay xe đã khiến cho Eric có được vô số anti-fan cắm sừng bạn trai để nắm tay kẻ từng bắt nạt mình trước mặt toàn trường. Nhưng để ra sự vụ này thì ta phải lật lại mối quan hệ giữa Eric và Adam trước khi có màn chạm môi nảy lửa ở phần 1. Hình ảnh Adam chỉ bao gồm cư bụ và bắt nạt, và Eric, người thích ăn mặc nổi trội, trở thành nạn nhân. Nhưng Adam không đơn thuần chỉ có nhiêu đó. Và khi cậu nhận ra mình là bisexual thì mọi chuyện cậu từng làm với Eric lại có ý nghĩa khác. Khác như thế nào nhỉ? Gia đình của Adam theo mô hình gia giáo đáng mơ ước của thế hệ cũ, với bố làm hiệu trưởng, mẹ nội trợ. Dài nén bộ nhận diện đó, ta có một người mẹ đảm đang yêu thương chồng con và có ít tiếng nói trong gia đình. Còn ông Grob là một ông chồng nghiêm khắc và gia trưởng. Ông không gọi vợ bằng em bé và luôn hà khắc với Adam. Ông muốn Adam phải sống theo cách ông định ra, đó là trở thành con ngoan trò giỏi. Và dĩ nhiên là Adam làm ngược mẹ lại. Sự tiêu cực trong cậu lan tỏa ra xung quanh và Eric lãnh đủ. Hành động này dĩ nhiên mang tính bắt nạt đáng chê trách, nhưng có thể thôi nhé. Nó cũng giống cách mà bọn con trai ít tuổi đi trêu chọc người mình thích. Dĩ nhiên kể cả đó có là sự thật thì bạo lực học đường vẫn là sai. Nhưng tôi nghĩ lý do đơn giản nhất cho việc Adam vừa bắt nạt vừa thích Eric đấy là sự ghen tị. Cậu ghen tị với sự tự tin của Eric. Đó là điều mà cậu không có và phải loay hoay mãi để tìm kiếm. Nhiều người có thể coi rằng sự quay xe của Adam là một bài tẩy trắng của biên kịch. Nhưng ngoài đời chắc chắn cũng không ít trường hợp như vậy. Sau quá trình huấn luyện ở quân đội, Adam cuối cùng cũng trung thực với bản thân và cảm xúc của mình. Bằng chứng là khi cậu gặp lại Eric và thấy cậu ta đang tay trong tay với người khác, Adam không giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực nữa, mà thực sự dành cho Eric sự quan tâm đặc biệt, cực kỳ ngon ngào. Cuối phần 2, Adam không những dám thể hiện tình cảm của mình cho Eric trước toàn trường, và lấy luôn cơ hội này để come out với ông bố bảo thủ đang đứng bên dưới. Theo cá nhân tôi, Adam dù có dáng vẻ hơi cục mịch nhưng lại là nhân vật có diễn biến tâm lý và phát triển hay nhất phim. Trong khi đó, Rahim đẹp trai và lãng mạn tới từ Pháp, người tuy có ít thời lượng lên hình hơn nhưng ai cũng thấy cậu ấy và Eric là một cặp hoàn hảo. Rahim chủ động theo đuổi Eric và luôn nỗ lực để vun đắp cho mối quan hệ của cả hai. Rahim không ngại nói ra những quan điểm của bản thân nhưng đồng thời cũng thể hiện một cách cẩn trọng để không làm tổn thương người đối diện. Thậm chí cậu còn là bậc thầy thụt rửa. Vấn đề không phải ai là người làm tốt hơn. Điều Eric thực sự quan tâm là cảm xúc bên trong mình, thứ mà cậu không hề có với Rahim. Rahim chỉ đơn giản là một chàng trai quá tốt. Còn Adam tuy có hàng tá lá cờ đỏ, nhưng chỉ khi bên Adam, Eric mới được là chính mình. Sau khi đấu tranh nội tâm giữa hai thứ cảm xúc, một là cảm giác ám ảnh của quá khứ khiến Eric phải sợ hãi khi được trở thành chính mình, hai là thứ tình cảm mãnh liệt đang âm ỉ bên trong người, đang tìm mọi lý do để khiến nó trở nên hợp lý. Tất nhiên không có Rahim trong đó. Và cuối cùng, Eric chọn cách nghe theo con tim, để bạn trai chạy ra ngoài khóc hu hu. Lúc đầu xem tôi cũng cáu phết, nhưng mà nghĩ lại thì well, trung học mà. Và theo tôi thì việc kém trung thủy của Eric vẫn chưa phải là độc hại. Chưa độc hại bằng cái cách mà Maeve đối xử với mọi người. Trước khi thể hiện quan điểm của mình thì tôi không có thù oán gì với nhân vật này và cũng không có nhu cầu đẩy thuyền cho cặp nào cả. Tôi không gán mác cho Maeve là người xấu. Cô ấy là một cô gái thông minh, mạnh mẽ và tự lập. Maeve xoay sở một mình ở căn nhà hộp, kiếm tiền trang trải bằng việc viết luận văn hộ người khác. Ngoài ra cô còn trải qua rất nhiều việc mà học sinh ở tuổi này không đáng phải chịu. Tức là gì? Tức là về mặt sống độc lập thì cô rất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có thể là do hệ quả của môi trường sống khắc nghiệt đã khiến sự tự lập trở thành ích kỷ. Đầu tiên hãy nói tới mối quan hệ giữa cô và Otis ở phần 1. Khi Maeve đang quen với Jackson ở đội bơi lội, cô chẳng khi nào quan tâm tới Otis trừ hai việc. Một là liên quan đến công việc tư vấn, hai là khi cô cần một người tới làm thủ tục phá thai. Sau đó Maeve còn kéo Otis vào chuyện của mình bằng cách thao túng cậu hãy đi cùng với cô, dù việc đó nằm ngoài chuyện tư vấn. Và việc đó khiến Eric và Otis xung đột. Sau đó khi Maeve thấy Otis vui vẻ bên cô gái khác, cô lại tỏ ra không vui, thậm chí còn có những hành động phá đám. Mặc dù khi đó Maeve và Jackson vẫn là một cặp. Không dừng lại ở đó, khi biết được chuyện Jackson thuê Otis chỉ cách tán mình, Maeve đã trút mọi sự tức giận lên đầu Otis thay vì Jackson. Sang đến phần 2,
Sau khi kết thúc với anh chàng bơi lội, cô quyết định nói ra cảm xúc của mình với Otis ngay khi cậu ta đang yêu Ola. Và phải biết rằng Otis cũng có cảm xúc giống như vậy với Mae, nhưng đã đè nó xuống khi thấy cô đang hạnh phúc bên cạnh Jackson. Tình cảm cô dành cho Otis là thật nhưng mà nó quá ích kỷ. Liệu Mae đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của người khác ấy chứ? Hay những việc mà cô làm chỉ đơn thuần là theo mong muốn của bản thân? Tự chung lại, mỗi con người không ít thì nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống xung quanh mình. Có người chọn cách thừa hưởng, người lại muốn phá cách, cũng có người phải thích nghi để tồn tại. Chuyện không phải là cái nào đúng cái nào sai, mà mỗi chúng ta nên có đủ nhận thức để đưa ra lựa chọn cho bản thân mình và cho cả người khác. Giai đoạn đó gọi là trưởng thành. Và tôi Quản Quại xin chào và hẹn gặp lại.